Hello nha anh em. Sáng trời ui ui à, muốn mưa à, cả nhà. Tranh thủ sáng lên cọp để cho anh em xem chơi nha anh em. Cái này cua sợi ít. Cái này đời 2011 á anh em. Xe này cái mẫu cái màu tem đẹp lắm, để nó quay cho anh em xem nha. Đây nè. Thấy không? Nó đẹp. Xe này đi rất là ít ha, vỏ còn cả cặp. Còn vấn đề máy móc thì phải nói tới đây. Bao rim nha. Nó trước nó là màu màu đen nha cả nhà, nó màu đen á. Nó nhưng mà chủ xe cũ á, họ thích cái màu đỏ này với tem này. Rồi ra họ thay nguyên cả bộ áo anh em ha, thành màu đỏ bạc này. Giờ giấy tờ thì vẫn màu này luôn nha cả nhà. Nói chung là cái màu này rất là đẹp. Màu này tem này đẹp, nó đẹp hơn 2/10 ha. Nó có những cái đường nét rất đẹp. Tức là áo nguyên bộ mới luôn nha cả nhà. Áo sống không phải nói tới nữa rồi. Cái này bát nhẹ ra ha. Anh em về xài, anh em chùm keo vô nữa là tuyệt vời. Quá trời, ốc nó trắng luôn anh em ơi. Quá trắng luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Tình thứ 04/11 nha anh em ha. Tình thứ 04/11 nè. Ốc trắng bóc nha anh em ơi. Đồ bò trắng bóc nha. Dán lên sớm rồi có anh em nào đâm hay có bô đen khui nha cả nhà. Quét dầu vệ sinh ra là cái đó ba cái móc rồi nó xích ra là còn đẹp nữa nha, còn sáng nữa đó. Hôm qua đi dán màn hình cái điện thoại, cầm cái Samsung Ultra 21 lật qua lật lại, người ta thì người ta không cho mở hộp để coi ở trong, lật qua lật lại xong rồi trả ông chủ cửa hàng điện thoại. Mua cái ống dòm. Ống dòm mình ống ngao ngán, ống lắc lắc đầu mình cũng ngại chết đi được. Thấy thốn túi quá cả nhà. Thốn túi quá. Sườn đẹp luôn nha, là mình sườn rất là đẹp. Gần 12.000. Gần 12.000 cây. Mở yên coi cái kỹ. Quay xe phải quay chi tiết nha cả nhà. Gương hậu nó trong này ha. Hai cây. Giờ yên chưa có lọt nha. Quá đẹp, không có gì để phàn nàn hết. Giờ sao ha, cũng vậy ha. Đúc đát luôn. Ốc quá trắng luôn, trắng tư luôn nha cả nhà. Mới quá nè em ơi. Thôi khi vô cái màu này nó gịch. Còn nói chứ phù ít cái màu này nó đẹp. Mỗi người mỗi ý, nhưng mà ý kiến riêng em thấy cái màu đỏ này nó đẹp quá nè. Nhìn phơi quá. Ốc trắng tư rồi nha. Em biết rồi, nhưng mà giờ thì chị có nhà không? Nhưng mà cứ ở dưới này thì chạy lên đó thì cái bộ nhà thì chợ thì xe này cái bán giá lộc phát hai cả nhà, giá lộc phát. À, rồi anh em tự dịch rồi chuyển khoản cho phép nha anh em. Lộc phát, xe này là kêu là cái máy hút tiền đó. Nhìn phơi quá, chịu không nổi thì xuống tiền rồi, bởi mới gọi là cái máy hút tiền nha anh em.
Lộc Phát. Trên cái Samsung này quay cái màu đỏ nhìn thấy nản này nha, hình như là nó không có chuẩn màu anh em, nó hơi phai phai thế nào. Nhưng cái iPhone quay màu đỏ đẹp ra chuẩn màu ha, quá là ok nha cả nhà. Cho một cái xe giá tiền Lộc Phát nha, giờ nó may mắn. Ok, anh em nào ngay đam mê mua về để cho mình có một chiếc xe để chùm mền, để có cái động lực, có cái niềm vui trong cuộc sống thì liên hệ nhé. Rồi, xin cảm ơn anh em.